Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của pháo thủ Tiền Giang, cựu sinh viên sĩ quan khóa 17 Thủ Đức, kẻ phản bội Huỳnh Chí Thiện, nỗi đau của khóa 17 Thủ Đức. Khóa 17, sĩ quan trừ bị Thủ Đức, binh chủng pháo binh được phân phối về tiểu đoàn 9 pháo binh, đồng trú tại Sa Đéc, sau này đổi tên thành tiểu đoàn 91 pháo binh. Sau khi tiểu đoàn 9 sống cối giải tán, tổng cộng 9 tân chuẩn quý, ngoại trừ tôi và Mạc Thành Phụng, được giữ lại bộ chỉ huy tiểu đoàn, còn lại tất cả xuống các pháo đội tác xã để đi tiền sát viên. Tôi được cử giữ chức phụ tá ban ba cho thiếu quý Lê Thôn, còn Phụng thì đi làm sĩ quan địa hình tiểu đoàn. Tên chức vụ thì nghe oai lắm, nhưng mỗi khi có cuộc hành quân cấp sư đoàn hay trung đoàn, thì hai đứa tôi cũng cập nách bản đồ đi đề lô như ai. Nhưng có điều là chỉ đi cho những đơn vị lớn hoặc trừ bị cho sư đoàn, như các chi đoàn của trung đoàn 2 thiết giáp, tiểu đoàn 43 biệt động quân hay đại đội trinh sát chính sư đoàn. Huỳnh Chí Thiện, Trương Hữu Hồng và Cao Văn Long về pháo đội A hậu cứ đồng trú tại Vĩnh Long, để đi tiền sát cho trung đoàn 13, đóng tại ngã tư Long Hồ. Trương Văn Hữu về pháo đội B, đồng trú tại Vĩnh Bình, để đi tiền sát cho trung đoàn 14, chỉ riêng có Vương Xùy Lĩ, mặc dù về pháo đội C có hậu cứ đang đóng cạnh bộ chỉ huy tiểu đoàn ở Sa Đéc, nhưng Lũy phải xuống nằm với trung đội 1C của thiếu quý Nguyễn Công Lý ở quận Đức Tôn, cũng để làm đề lô trừ bị. Ở bộ chỉ huy tiểu đoàn, được một thời gian sau khi đã lên thiếu úy, tôi xin thuyên chuyển xuống pháo đội A ở Vĩnh Long, mặc dù lúc đó tôi đã thay thế thiếu úy Lê Thôn, đã lên trung úy, đang nắm pháo đội trưởng pháo đội A, làm quyền trưởng ban ba tiểu đoàn và đang được chạy đặc cách lên trung úy nhiệm chức. Lý do vì trung úy Trần Hữu Vạn khóa 6 Thủ Đức đang làm pháo đội trưởng pháo đội chỉ huy. Trước đây chơi rất thân với tôi, nhưng có một lần anh làm đơn xin du học ở Mỹ, ban ba tôi chuyển lên, nhưng không được tiểu đoàn trưởng chấp thuận, giận cá chém thớt, nhiều lần anh kiếm chuyện với tôi ra mặt. Thấy làm việc trong không khí như vậy nên tôi xin ra pháo đội tác xã. Xuống pháo đội A của trung úy Lê Thơm, tôi tình nguyện đi tiền sát viên thường trực cho tiểu đoàn 43 biệt động quân, và cùng mướn một căn nhà gần tòa hành chánh tỉnh Vĩnh Long ở chung với trung úy Nguyễn Văn Thủa đang làm quan sát viên phi cơ và Huỳnh Chí Thiện đang đi đầy lô cho trung đoàn 16 bộ binh, tức trung đoàn 13 cũ. Những ngày không có hành quân, ba đứa chúng tôi tà tà đi ăn đi chơi thân thích với nhau. Trong lúc tôi với anh Thủa ăn mặc tương đối chạy chuốt, thì Huỳnh Chí Thiện lúc nào cũng là vẻ bê bối, với quần áo dân sự cũ mềm, đầu trận thì lãnh sao mặc vậy không cần sửa lại. Lúc đó tôi có thì giờ để đưa đón cô em gái bé bỏng của tôi nhiều hơn là lúc còn ở bộ chỉ huy tiểu đoàn ở Sa Đéc, mà sau này đã trở thành đấng bày trên của tôi. Còn anh Thửa hôm nào không có giờ bay hành quân, thì cũng đến bao vùng nhà ông trung tá Lý Đê, nơi có cô con gái tên Lý Thị Hát, nho nhỏ dễ thương và sau này cũng là tư lệnh của anh. Ca sĩ Tí Hon Vivian Huỳnh ở San Jose chuyên hát những bản nhạc đấu tranh chính là cháu ngoại của đôi quyên ương này. Riêng Huỳnh Chí Thiện thì chỉ mê có đánh phé. Căn nhà của trung úy CH, đại đội trưởng đại đội quân vận Vĩnh Long, là nơi Thiện thường lui tới đấu trí sát phạt trong những canh phé. Năm 1967, tôi lập gia đình, rồi trở về trường pháo binh học khóa 1 sĩ quan tu nghiệp cấp pháo đội, ra trường xuống quận Minh Đức, coi đơn vị 3A, trên 91 pháo binh. Huỳnh Chí Thiện thuyên chuyển qua tiểu đoàn 92 pháo binh của thiếu tá Nguyễn Thiện Cường. Tiểu đoàn này trước đây là tiểu đoàn 67 pháo binh, nay sắp nhập vào sư đoàn 9 bộ binh, vừa được cải danh. Xuống coi một trung đội pháo binh thuộc pháo đội A-92 đóng ở ngoại ô tỉnh Vĩnh Bình. Anh Thửa sau khi toán quan sát viên phi cơ giải tán,
trở về Sa Đéc làm trưởng ban 3 tiểu đoàn 91 pháo binh, sau đó xuống nắm pháo đội B 91 pháo binh cũng đóng ở Vĩnh Bình. Sau trận Mậu Thân 1968, tình hình các nơi đã trở lại yên tĩnh sau khi Việt Cộng bị tổn thất nặng nề. Một buổi sáng Chủ nhật vào khoảng gần cuối năm 68, tôi lấy xe chở bà xã cùng với một xe GMC chở toán đạn dược hộ tống về hậu cứ pháo đội tại Vĩnh Long trước để nhận tiếp tế, sau để bà xã tôi thăm nhà, thường những lần như vậy sáng đi chiều trở về đơn vị. Khi xe Jeep của tôi ra khỏi Hương Lộ quận Minh Đức đến tỉnh lộ Vĩnh Long Vĩnh Bình thì cũng vừa lúc gặp chiếc xe Jeep của Huỳnh Chí Thiện do tài xế chạy lái ngược đường xuống Vĩnh Bình. Gặp nhau, chúng tôi ngừng xe lại đấu hót. Lúc đó Thiện mặc bộ đồ bà ba đen của xây dựng nông thôn, ngang bụng mang dây nịt tháp với khẩu súng rô lô sầy sệ. Trông thấy Thiện, vợ tôi bột miệng nói: "Anh Thiện mặc bà ba đen mang súng giống Việt Cộng quá." Thiện cười hì hì. Tướng Thiện lớn con với nước da ngăm đen, miệng rộng với cặp môi dày, lại cộng thêm cái càm bệnh nữa, nên quả tình là dù bạn bè cùng khóa, anh em vẫn hay gọi đồ là Thiện Việt Cộng. Mỗi lần như vậy Huỳnh Chí Thiện chỉ cười hề hề, không giận, không phản đối. Trong lúc chuyện vãn, Thiện cho biết vừa đi phép về Long Xuyên, hôm nay trở xuống Vĩnh Bình. Riêng tôi đòi Thiện đưa cây súng rô lô cho tôi như đã hứa trước đây. Thiện không chịu, bảo rằng khi nào đại quý Lê Thôn, lúc đó đang làm quận trưởng quận Chợ Lách, cho nó cây súng khác thì nó mới đưa khẩu súng này cho tôi. Giận hất một hồi, sau đó hai đứa chia tay. Thiện chạy xuống Vĩnh Bình, còn tôi và bà xã tiếp tục chạy về Vĩnh Long. Khoảng 5 giờ sáng thứ hai ngày hôm sau, điện tính viên gõ cửa phòng tôi báo có công điện thượng khẩn của tiểu đoàn. Trong công điện cho biết hồi 1 giờ khuya nay, Việt Cộng đã tấn công tràn ngập trung đội 2A-92, đóng tại vị trí ngoại ô tỉnh Vĩnh Bình, và đã bắt đi mất tích trung úy Huỳnh Chí Thiện, trung đội trưởng. Công điện còn ra lệnh các đơn vị kiểm soát lại hệ thống an ninh, phòng thủ và phản pháo, đề phòng một đợt tấn công tương tự vào các đơn vị pháo binh tại vùng 4. 8 giờ sáng thứ hai sau khi tập họp chào cờ, tôi thông báo cho đơn vị biết tin tức Việt Cộng tràn ngập trung đội 2A-92 pháo binh và trung úy Thiện đã bị Việt Cộng bắt, đồng thời ra lệnh cấm trại 100% quân số. Lúc đó, trong túi tôi có mấy tờ vé số kiến thiết mới mua ở Vĩnh Long, mà mai này là thứ ba xẻ sổ. Tôi nói với anh em, nếu ngày mai tôi trúng số độc đắc, tôi sẽ bỏ tiền ra để chuộc trung úy Huỳnh Chí Thiện được thả về. Còn đang bàn tán xôn xao trong sân đơn vị, chợt Hạ sĩ Nhất Tuấn, điện tính viên, hất hải từ đài tác xạ chạy ra cầm sổ công điện đưa cho tôi. Trung úy Thiện không có bị bắt, ổng theo Việt Cộng. Cầm lấy sổ công điện mở ra, mở đầu là tên Huỳnh Chí Thiện, chứ không còn gọi là trung úy nữa. Đại khái công điện cho biết, lúc 1 giờ khuya nay, Huỳnh Chí Thiện mặc bộ đồ bà ba trắng, đã bắn chết lính gác mở cổng căn cứ cho Việt Cộng tràn vào. Trong số đó có hai nữ cán binh Việt Cộng, rồi chạy đến từng hầm ngủ bắn lính của trung đội. Riêng Thiện đã chĩa súng vào một trung sĩ khẩu trưởng, bắt nạp đạn bắn vào hướng tiểu khu Vĩnh Bình, trước khi cùng những đặc công Việt Cộng rút lui vô mật khu. Sau này, khi tôi tuyên chuyển về tiểu đoàn 92 pháo binh, sau một thời gian làm trưởng ban 3 tiểu đoàn, tôi xuống làm pháo đội trưởng pháo đội A-92, tức là pháo đội trước đây có trung đội bị Huỳnh Chí Thiện tàn sát, được hạ sĩ quan truyền tin pháo đội khi trước từng là điện tính viên của trung đội Thiện, vì ở trong hầm tác xạ nên thoát chết, sau chạy sang được đại đội địa phương quân kế bên đã kể lại chi tiết như sau. Vào buổi chiều, Thiện đã ra lệnh làm yếu tố tác xạ cho một khẩu đại bác nhắm vào tiểu khu với lý do có tin tức Việt Cộng sẽ tấn công tiểu khu, sẵn sàng yếu tố để yểm trợ. Nhưng ông trung sĩ khẩu trưởng này, dưới khẩu súng của Huỳnh Chí Thiện, trước khi nạp đạn giật cò, đã lén quay nhẹ tay quay biểu xích khiến những viên đạn nổ ngoài tiểu khu Vĩnh Bình. Trung sĩ khẩu trưởng này sau đó đã bị Huỳnh Chí Thiện dùng khẩu rô lô bắn ngã gục nhưng may mắn không chết. Sở dĩ tin tức được xác nhận sớm
nhờ thượng sĩ Thạch Khâu, thường vụ trung đội và một số anh em lính tráng pháo thủ liều chết phá hàng rào chạy thoát sang đại đội địa phương quân kế bên báo cáo lại, nên mới biết rõ sự việc phản bội và tàn ác của Thiện. Sau khi tàn sát anh em lính tráng trong đơn vị xong, Huỳnh Chí Thiện cùng các cán binh Việt Cộng chạy vô vùng mật khu Dừa Đỏ gần quận Càn Long. Sau đó có tin đồn là Việt Cộng đã phong cấp bậc thượng tá cho Huỳnh Chí Thiện. Sự việc một sĩ quan quốc gia phản quốc rời bỏ hàng ngũ theo Cộng sản chống lại quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng là chuyện bình thường và đã xảy ra nhiều nơi, nhất là sau khi miền Nam hoàn toàn sụp đổ. Những tên nội tuyến nằm vùng trong thời gian chiến tranh đã lộ ra nguyên hình. Chúng đã từng mai phục trong quân đội, các cơ sở hành chính, kể cả truyền thông báo chí. Nhưng trường hợp của Huỳnh Chí Thiện thì có lẽ hiếm hoi. Hiếm hoi ở chỗ đã có cái can đảm cầm khẩu súng bắn thẳng vào thân thể của từng thuộc cấp của mình, đã một thời phục vụ và chia sẻ những gian lao khổ cực là một điều không phải ai cũng có thể làm được. Nếu đã chủ tâm làm nội tuyến cho Việt Cộng, đến giờ phút phải xuất đầu lộ diện vô bưng, thì thiếu gì cách làm tê liệt phản ứng của đơn vị, cần gì phải tàn sát anh em lính tráng thuộc quyền của mình, cần gì phải lấy điểm với Việt Cộng đến như vậy, chỉ có người Cộng sản mới làm được việc sắc máu đó. Sau biến cố nội tuyến của Huỳnh Chí Thiện, các đơn vị pháo binh đồng trú ở các vị trí quận lỵ để yểm trợ lãnh thổ đã bị địa phương nhìn với cặp mắt nghi ngại. Tại quận Minh Đức, tỉnh Vĩnh Long, đại úy quận trưởng Trần Đình Hòa gốc biệt động quân đã nói đùa với tôi: "Sơn ơi, tối ngủ nhớ đừng bao giờ mặc pyjama trắng ngang toa." Ngay lúc đó mới thấy tiếc rằng sáng nay mình đã có ý nghĩ dùng tiền trúng số để chuộc lại Huỳnh Chí Thiện. Câu chuyện nội tuyến Việt Cộng và giết lính dã man của Thiện rồi cũng nhạt dần với thời gian, duy chỉ có những anh em pháo binh gốc khóa 17 Thủ Đức, cũng như các bạn bè ở các tiểu đoàn pháo binh thuộc sư đoàn chính bộ binh trước đây, thỉnh thoảng gặp nhau vẫn còn nhắc lại sự việc đau buồn này. Bỗng một buổi trưa cách đây hơn một năm, tôi nhận được điện thoại từ niên trưởng PVQ ở Virginia, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 92 pháo binh, kế nhiệm thiếu tá Nguyễn Thiện Cường. Ông hỏi tôi có nhớ Huỳnh Chí Thiện không? Tôi trả lời ông là làm sao quên được thằng bạn cùng khóa phản bội giết lính theo Việt Cộng. Ông cho biết Thiện đang ở Mỹ. Sáng nay nó đi ăn sáng với một người bạn gốc HO ở Maryland và hỏi thăm những người gốc binh chủng pháo binh. Biết được số điện thoại của ông nên Thiện gọi thăm. Sau đó, ông hỏi tôi có muốn nói chuyện với nó không để ông cho số điện thoại. Và tôi đã gọi nói chuyện với Huỳnh Chí Thiện trên đất Mỹ này. Quả tình thì tôi thật sự xúc động khi nghe lại giọng nói của Thiện, vẫn còn trong và mạnh, dù Thiện cho biết đã vào lứa tuổi 76-77 rồi. Và xúc động hơn nữa là mình đang nói chuyện với một cán bộ Việt Cộng, được biết Thiện cùng vợ cưới hồi sau năm 75, đi du lịch sang Mỹ hơn tháng nay, sau khi rời vùng Washington DC sẽ đến Bắc Cali trước khi trở về Việt Nam. Sau khi hỏi thăm nhau về gia đình vợ con, Thiện hỏi tôi về những bạn bè hồi ở chung tiểu đoàn 91 pháo binh ai còn ai mất. Sau một hồi chuyện vãng, đã đến lúc tôi phải nhắc lại chuyện xưa với Thiện, những điều mà không phải chỉ riêng tôi là thằng bạn cùng khóa, từng ở chung một căn nhà lúc còn độc thân, mà là nhiều người, nhất là cùng binh chủng pháo binh, muốn biết về việc làm tàn ác của Thiện đối với lính tráng của mình. Dĩ nhiên tôi không muốn dùng những lời lẽ hằn học đối với một thằng bạn cùng khóa từng có nhiều kỷ niệm với nhau, dù nay đã đứng bên kia chiến tuyến và từng có những hành động tàn ác đối với anh em thuộc cấp. Sau hơn 40 năm trời mới nói chuyện lại dù chỉ qua điện thoại, tôi chỉ ôn tồn nói với Huỳnh Chí Thiện rằng anh em ở hải ngoại vẫn oán trách về việc làm của mày ở Vĩnh Bình, tôi không nỡ dùng chữ hận thù. Sau khi nghe tôi nhắc đến chuyện này, Thiện đã cắt ngang. Thôi thôi, đừng có nhắc đến chuyện đó nữa Sơn ơi. Trong chiến tranh có nhiều chuyện đau lòng lắm. Tao chỉ làm những việc cấp trên của tao ra lệnh, cũng như tụi mình trước đây phải tuân hành lệnh của thượng cấp giao phó.
Thôi, bỏ qua, đừng nói lại chuyện đó nữa Sơn. Tôi cũng không nỡ nói gì hơn. Sau khi qua lo vài câu thăm hỏi, tôi và Thiện chấm dứt. Kể lại nội dung cuộc nói chuyện điện thoại cùng Huỳnh Chí Thiện với gia đình và nhiều bạn bè, ai cũng hỏi tôi, đặc biệt là con trai tôi, là có cảm thấy Thiện có vẻ gì ăn năn hay hối hận về việc làm tàn nhẫn của mình đối với anh em lính tráng thuộc cấp trước khi vô bân theo việc cộng không. Quả tình là tôi không thấy Thiện có mặc cảm hối hận gì cả, mà chỉ là những chống chế biện bạch. Sau đó tôi gọi sang Cali và vài nơi khác để báo cho bạn bè cùng khóa 17 pháo binh, cũng như các bạn ở cùng chung tiểu đoàn 91 pháo binh khi trước, biết việc Huỳnh Chí Thiện sang Mỹ du lịch và cho số điện thoại của nó, nhưng không ai muốn nói chuyện với Thiện hết. Thằng TH khóa 15 ở cùng 91 pháo binh nói, dẹp, không nói chuyện với cái thằng Việt Cộng đó, muốn qua Mỹ này là một trận mậu thân nữa phải không? Thằng L ở San Jose thì mắng tôi, mày đừng có nói chuyện với nó, hồi ở tù về gặp nó ở Long Xuyên tao sợ thấy mẹ. Chỉ có V ở pháo binh dù là bản lãnh, đẩy tao nói chuyện với nó, sợ đết gì, nó sợ mình thì có. Và cũng giống như tôi, khi V đề cập đến việc giết lính vô bưng theo Việt Cộng, Huỳnh Chí Thiện cũng cắt ngang và nói y như đã nói với tôi là thôi hãy bỏ qua chuyện cũ đi. Độ tuần lễ sau đó Thiện gọi lại tôi, nói là đang ở Cali. Cho biết chỉ nói chuyện được với V mà thôi, ngoài ra không có ai. Nhân đó tôi lại khơi mào lại chuyện cũ, là có lẽ anh em vẫn còn giận mày về cái vụ Vĩnh Bình. Tôi cũng không xài chữ thù và Huỳnh Chí Thiện vẫn tiếp tục gạt ngang nói chuyện khác. Những lời chốt mà Thiện nói với tôi là mày và anh em bạn bè đã may mắn được sống thành công dân của một quốc gia hùng cường nhất thế giới, con cái được học hành thành đạt, như vậy là hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người còn đang ở Việt Nam. Chiến tranh là tàn ác và tụi mình là những con chốt trên bàn cờ của những siêu cường. Tôi không biết đó có phải là một câu nói bộc lộ một chút lòng hối hận hay chỉ là một câu ngụy biện chạy tội thường vẫn có ở những con người điêu ngoa cộng sản. Sau đó độ vài tuần, có lẽ đã đến thời điểm vợ chồng Huỳnh Chí Thiện sắp sửa rời Mỹ trở về Việt Nam. Thiện có gọi cho tôi nhiều lần, chắc là để từ giã, nhưng tôi không bắt điện thoại bởi vì cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Sự kiện Trung úy Huỳnh Chí Thiện, một sĩ quan pháo binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã tàn sát lính mình rồi vô bân theo Cộng sản. Cả vùng 4, ai cũng biết đến hành động kinh tởm đó, đối với thân nhân của những binh sĩ đã chết dưới bàn tay của Huỳnh Chí Thiện, đến nay chắc chắn vẫn là một mối hận ngút trời. Đối với khóa 17 Thủ Đức, nó vẫn còn là một niềm đau chưa nguôi. Đối với binh chủng pháo binh, nó là một cái gai nhức nhối, và đối với riêng tôi đến nay còn là một nỗi mất mát ngậm ngùi. Mùa hè 2014, Pháo Thủ Tiền Giang. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.